Xin chào các bạn. Video của mình hôm nay sẽ chia sẻ cách chế một con dao giữ clip từ những vật dụng ve chai, tức là những vật dụng mà không còn sử dụng đến nữa. Tất cả những gì bạn cần là một thanh kim loại, có thể là thép, sắt hoặc nhôm, có độ dày tối đa bằng độ dày của một mắt xích. Trong video mình sử dụng là một thanh thép lượm được từ một bộ phận của chiếc xe máy. Thanh thép này dày khoảng 2mm. Chiều dày thanh kim loại mà bạn lựa chọn cần lớn hơn 20cm và thanh thép của mình là 26cm. Tiếp theo, bạn cần tối thiểu khoảng 20 mắt xích từ một hoặc nhiều sợi xích. Các mắt xích này sẽ chia làm hai sợi. Sợi thứ nhất gồm 6 mắt xích, trong đó hai đầu mắt và đuôi để trống. Sợi thứ hai có khoảng 14-20 mắt xích, một đầu hở và một đầu không hở. Đối với thanh kim loại, bạn cho khoan 3 lỗ với các khoảng cách lần lượt là 3,5cm và 1,5cm. Sợi dây xích thứ nhất sẽ được cố định vào hai lỗ có khoảng cách là 3,5cm. Sợi dây thứ hai sẽ được cố định vào lỗ khoan thứ 3 trên thanh kim loại, cách lỗ thứ nhất 1,5cm. Vì chiều dày thanh thép của mình không bằng độ dày của một mắt xích, nên mình sẽ dùng thêm một khoanh tròn của mắt xích để chêm vào. Để lấy vòng chêm này, mình sử dụng cạo xích để tháo một mắt xích, sau đó lựa lấy vòng kim loại bên trong. Tiếp theo, mình sẽ đóng xích cố định vào thanh kim loại. Cuối cùng, để làm tay nắm, mình sử dụng một chiếc ruột đã hỏng, cắt và quấn phần cán. Sau cùng là bingo. Ta đã có một con dao giữ clip tự chế từ những vật dụng bỏ đi. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ like và subscribe để xem những video tiếp theo từ Vượt Raider. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại các bạn.